Tết đến xuân về, anh em muốn tìm à có AK dòng xanh hay SK cá mập đen, hãy đến ngay với shop la gió.vn. Shop duy nhất có nick đúng yêu cầu của bạn, giá thì học sinh nhưng chất lượng thì cực kỳ phụ huynh. Đặc biệt có cơ hội nhận ngay kim cương khi tham gia bất kỳ vòng quay nào trên shop. Đây là shop bác chính thức và duy nhất hợp tác với mình. Đường link của shop mình sẽ để ở bên trong phần mô tả cũng như là bên dưới phần comment nhé. Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gia đây. Đến với lại video ngày hôm nay của chúng ta thì là một video thử thách đây anh em. Nhưng mà hiện tại thì mình vẫn chưa tìm thấy súng, nên là thôi, đành bỏ qua mấy anh chàng mà mình vừa nhìn thấy trước mặt vậy. Coi như là chưa nhìn thấy gì nha anh em. Giáp 3, mình cần súng cơ. Mấy hôm nay thì mình đang luyện súng tỉa rất là nhiều, vậy nên là mình sẽ quyết định làm thử thách về cây M14 lấy top 1 nha anh em nhá. Xin cô hãy tôn trọng hàm răng của mình. Thì đấy, nói chung là đấy, vừa nói xong thấy luôn cây M14 đây rồi, ngon quá. Rồi, có súng rồi thì sang giết người thôi. Ok, mất một kích. Yếu nha. Bạn chạy đi đâu? Bạn chạy đi đâu? M14 là một trong những cây súng mà. Từ, lại có người nữa anh em ạ. Có bạn nào đó đang rình mình bên ngoài kia. Ngon thì công vô đây. Ơ, đâu rồi? À, kia. Tưởng là chạy vòng rồi cơ, nhưng mà không phải anh em ơi. Mình có nên chạy vòng không? Hay là chờ? À, mình nghe thấy rồi nhá. Bạn ấy chạy đi rồi anh em ạ. Hình như là tính móc mình. Nào, đâu rồi? À đây rồi. Yếu nha. Ê, mình có mô cô mà bạn ơi. Bạn đứng ở đâu mà mình lại không biết. Yeah. 2 kill. Thơm thế không biết. Bây giờ thì mình cần phải kiếm thêm một cây nữa. Một cây thì bắn nó không sướng, 2 cây nó mới sướng. UMP kìa, UMP vậy. Lại nghe tiếng rút súng anh em ạ. Có vẻ như là hôm nay khu vực này đông đấy. Từ. Ở quanh đây thôi anh em ơi. Đây rồi. Bạn nấp ở đây là đúng bạn sai lầm rồi đấy. Đúng bạn sai lầm rồi đấy. Hên cho bạn là mình còn không có lựu đạn nhá. Pha vừa rồi mà mình chặn bên ngoài cửa xong rồi mình ném lựu đạn vào trong thì thôi, thứ thì chịu được. Có M82B kìa anh em. Nhưng mà chắc là mình sẽ để dành ở một vài cái clip thử thách sắp tới thì mình sẽ làm nhá. Bo lại sắp thu rồi anh em ạ. Mới lượn lờ có một chút thôi mà lại chuẩn bị thu nữa rồi. Nhanh thật đấy. Ấy, có người này. Làm gì đấy bé ơi? Mình xin cái đầu nha. Chẳng biết là làm gì ở đây nhưng mà thấy đứng im. Lút đồ đứng im thế là dở rồi. Ôi, bom kèo nhiều thế. Lựu đạn cũng nhiều. Chắc chắn là đang lút đồ đây mà. Anh em trong kênh của mình cũng nên nhớ một điều là khi mà lút đồ ấy, đừng bao giờ đứng im hay là ngồi im nhá. Cố gắng vừa di chuyển vừa lút đồ, chứ không là dễ bị kè đầu lắm đấy. Tay trái thì sử dụng nút di chuyển, còn tay phải thì sử dụng để lút đồ. Dễ mà, cố lên. Có bạn nào thắc mắc là tại sao mình lại để cái hành động thú cưng ở giữa màn hình không? Tại vì là mình đang luyện bắn súng tỉa mà không cần bắn ngắm đây nhé. Trước mặt có 2 người kìa. Team up trắng. Lâu lắm rồi mới gặp một cái team up đấy. Chắc là do lâu lắm rồi mình chưa đi solo. À, có tiếng súng. Đâu? Bom kêu hay đấy. Ây à, AWM à? Một cây súng trường, một cây adup à? Ghê đấy. Có ngon thì qua đây mà ăn mình nè. Ui, qua thật được cơ à? Qua thật được cơ à? Mình chỉ nói đùa cho vui thế, bạn ấy không qua đây thật đấy anh em ơi. Thấy cũng tội, nhưng mà thôi cũng kệ vậy chứ biết sao giờ. Lút đồ lẹ lẹ cái xong rồi vào bo nào. Ây à, có người. Rồi xong. Bỏ thôi nha, không làm gì hơn được.
Mặc dù là khi mà mình để cái hành động thú cưng ở giữa màn hình ấy, nó sẽ hơi vướng khi mà bắn ở tầm xa, nhưng mà nó sẽ lợi khi mà mình sử dụng những cây bắn súng tỉa như là Adup này hay là M82B này. Đó, lợi cực. Nếu như bạn nào mà chưa thử ấy thì anh em có thể set up xong rồi chơi thử xem. Bắn mấy cây Adup với lại M82B không cần bật ngắm sướng lắm. Còn cây K98 ấy thì không cần nha anh em. Tại vì cây K98 nếu như mà có phụ kiện ấy thì gần như là lúc mà anh em bật ngắm lên là nó bắt tâm vào người địch rồi. Nên là thường anh em sẽ bắn liên tục chứ ít khi mà ngắm là chuẩn vào người lắm. Chỉ có mỗi Adup với lại M82B là cần ngắm chuẩn thôi. Còn nếu như mà cây K98 mà không có phụ kiện ấy thì làm gì có ai dùng, đúng không? Quá chuẩn luôn. Cái cây M14 này nếu như mà vuốt tâm được 1-2 viên vào đầu là kiểu gì địch cũng chết. Nhưng mà bắn vào người mà nhiều quá là... Rồi xong. Lại chạy được luôn rồi. Mà như... Ây à, có người vào. Bình tĩnh nhờ bạn ơi, làm gì căng. Cái pha vừa rồi ấy là mình nhớ là mình đủ đam mà ta. 145 máu, xong rồi còn bắn được mấy viên thường. Thế mà không chết. Châu thật. Lịm không bạn ơi? Trúng một trái. À, mình biết bạn ở đâu rồi nhá. Nấp ra đây mà nghĩ là sống à. Đó, nhìn thấy không? Gì chứ, mấy cái quả phóng lựu nếu như biết căn thời gian thì nó khác gì là phóng lựu đâu. Có khi là nó còn ghê hơn cả phóng lựu ấy chứ. Có người đang tới. Ném trái lựu đây. Biết đâu bạn ấy đang loot đồ thì sao. Rồi, không có rồi anh em. Ây à, có lựu ném lên luôn kìa. Ghê chưa, ghê chưa. Hết chưa. Dăm ba cái trái lựu. Sao mà làm khó được mình. Cái làm khó mình bây giờ là cái vòng bo kìa. Không biết là nên đi hướng nào để vào bo đây. Lỡ như mà có ai đó mà cam ở phía trên kia thì xong luôn đấy anh em. Đấy, thấy rồi. Một viên nhá. Hai viên nhá. Ba, hai. Nè. Căn hơi không chuẩn một chút. Rồi. Căn hơi không chuẩn một chút. 3, 2. Đó. Né hộ mình đi. Né hộ mình đi. Rồi, hay rồi. Ném toàn trượt thôi. Mình vào bo trước đây. Bạn ấy thì kiểu gì cũng chết thôi. Không chết bởi liệu của mình thì cũng bị bo đốt chết thôi. Lò thế nhở. Cái bò bé tí này mà còn 6 người. Rồi xong luôn. Trước mặt có người luôn. Đánh liều thôi chứ biết sao giờ. Ây à, ây à, ây à. Trên trò có người anh em ạ. Bình tĩnh nha các bạn ơi. Chơi vậy rồi ai chơi lại được. Rồi nha. Bò lên đây rồi nha. Không hở một tí nào. Nào. Bây giờ anh chàng trên trò tính sao. Chạy bo không bạn ơi. Bắn mình nãy giờ này. Chờ mãi có cơ hội. Thôi công thôi. Công anh chàng phía trước mặt thôi. Rồi 3-4 viên rồi. Yếu lắm rồi. Bắn mình làm gì? Phía trên có người kìa. Phía trên có hai người. Thế còn một người nữa ở đâu ra? À đây rồi, thấy rồi. Rồi, bom keo luôn rồi. Hay quá.
Hay, các bạn cứ giết nhau đi. Mình hết bông keo rồi, chờ bé mây tạo thôi. Sắp có rồi anh em, một trái bông keo nữa là đủ đấy. Không hở tí nào à? Rồi sao? Bo thu nữa rồi. Không biết là có tốt nổi hay không đây. Chờ Rono sắp hồi. Hai bạn công nhau đi hai bạn ơi. Các bạn công nhau đi. Đúng rồi. Ơ kìa, sao lại công mình thế này? Ờ đúng rồi đấy. Tuyệt vời. Cơ hội của mình là đây chứ đâu. Yeah, mình xin đi anh em ơi. Như vậy là có một rồi. Cứ tưởng là xịt cơ. May quá may quá. Ta-da! Như vậy là video ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Anh em cảm thấy video ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến của anh em ở bên dưới nha. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Đây là một số video mình nghĩ là nó có lợi cho anh em. Cuối cùng là cảm ơn anh em đã xem video và chúc anh em có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye!